Cả bị mốn tam là khi chấm bàn thờ bị sao mùi để tẹt tông từ nướng cùng hơi được bọc này ta được rung lên nước chấm bàn này cùng hơi như được bọc này chà nhóm đôi chị ọt chấm đấy ọt chấm này bà mà đôi chị ọt chấm cà thờ nướng cứ mang ra tha thờ hiện cà tẹt tông rụp trầy hơi nướng cho chất cụ đặt lên lưỡi cạn đá trầy hơi nướng cho ô bà cả nóng cứ nhóm bàn bị sao mùi nhạc hú bà tại tàu rục trái nâng chụt nâng ngày nhóm cha mấy đại cả nóng cứ nhóm rục trái chụt hay nâu bê mùi nóng cứ nhóm khơi trái nâng vi chô tức nóng chụt trái nóng chụt hạt ấy mân trái chô chụt nhạc hú bà cả nóng cứ dương bàn bọ sài thà cả bọ sài rồi bọ khô của bà nâng cứ viên mình bình lấy nhỉ bà nở bê na đại dương bắt rư có bảo phần này những phim phim chẳng hạn là cả bộ sài những việc ở toàn bình lệnh nhỉ tập bình lệnh và chẳng là cuộc thà phần này trường thành pi nó bắt chim miên sạp để chào nè và nhưng cuộc thà miên sạp để chào chẳng ở này cũng phải chỉ nông miên vì sao đây bằng hai nhưng tiền đấy giang ngày này chà ngày nó phải chỉ lược pi vì sao mùi tận tay chỉ sắm mang một phật hơi nghe sưu rộng sắm vẻ mặt thơ tiệt chẳng chẳng người dân thơ ca bị sao chỉ muốn khía nằm bay mình chẹt với căn tài chả bạc rồi tiệt chẳng chẳng sắm vẻ nó cứ gọi miền ấy thế cứ trong miền tài bệnh pì chả bệnh pì đau này hỏi không bệnh pì đau nắng cứ cằn lại kháng mùi chả cằn từng song kháng một kháng muối hỏi liệt đái sẩn thân từ kháng một chả đó má lục rù bật phần nè nhá, chả bật phần nè mặt hàng, bật phần nè mặt hàng rồi lục rù chặt da mừng cùng con bệnh châu khnề, chặt khnề, rồi hai lục rù thôi chẳng đôi khnề đá bật mặt hàng tiền, chả bật mặt hàng tiết hay chặt châu khnề, tầm về đó lục rù ba phải từng pì, hai lục rù thời thà ta sẽ cầm mặt hiệp bị môn hai nương à phải từng pì nâng ta về khóc khnề giang mạch, chả cú sự kiện nữa nè, chả bê tập bốn nhưng càng hay bật này mà khang ná của bạn đấy, khang ná của bạn đang tay bật bà. Rồi hay một cái bính châu khnề, châu khnề chạ khnề, chạ khnề hay bật lên mà khang tiền, từ bên từ ngoài, dùng đồ cái này mà khang tiền, hay, dùng bao phê từng pì từ vườn, vừa cam phết được khnề chẳng nào, ta bị khóc khnề mạnh mạnh, chẳng vô bán được luôn á, bà chẳng nhận chập đá mới, chẳng cho được chập đá ấm, cứ đặt đai cùng ở cổ về nhé, chà, bật này cho làm tới là đồ tập máu nhộng bật này từng pì tới chà nhộng mày đá lục rút ta mùi nát đang nghe sùa bà tam dạ cả đây nhộng bàn thờ mày nhẫn cư dương khơi thà dần bây nhộng bật này là mùi và càng là mỗi càng chui được càng đám ca chạm bệnh vào nhóm nó cứ ọt trở nhóm bật ai xa màn bệnh bàn là ta ở việc trở bàn bật ta là phê nà để nhóm bạc này tổng phí cứ ca chạm vào nhóm cứ chụp bạc nghe trở tràn và cháu bị nghỉ sửa chiếm phê mặt hàng chẳng những cơ thà ca prai phần này bỏ dưỡng được nhóm bàn xù lục rù chẳng là vì mình sạp phải chào có phần tái ca prai nó mà sẽ dưỡng prai phần này ta mặt hàng có việc bị bạc chẳng phần này bảo dưỡng người trời ca pra từ sòng hàng chẳng dưỡng ngân tha dưỡng sòng tha mơ tha dưỡng ai cho đằng đi chẳng ngay này vật thọ chà này vật thọ đôi chị bịch chẳng ấy dưỡng sòng tha mơ cứ phải đằng đi chẳng ngay này vật thọ mà bất bật cọt này bê để dưỡng pra phần này bảo dưỡng tàng tì chẳng dưỡng ai hai tha ca sầm rộp đầm rấu này chẳng ngay chẳng bà còn tờ bệnh pì nấy dương ai thôi ca bị sao nó bàn đằng nghề và chân đo pê đài tầng ọc nấy ai xả bóng chỉ mùi đằng ca bị sao đằng nghề mùi này